Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà, lại một ngày mới đang có dấu hiệu là mưa phùn từ tối rồi. Em mình lại chia sẻ hôm nay có món đặc biệt lắm. Đấy, hôm nay là cái món mình có hơn 1 cân tù và ếch, cái dạ dày ếch ấy, gọi tù và ếch. Đấy. Mình lại thấy làm sao hôm nay nó lại có được rất là hay cả nhà. Đấy. Lại có hai củ măng rừng trên Tây Bắc gửi về nữa. Đấy, măng vầu ngày xưa đấy cả nhà. Mình cứ ngày xưa thời bé mình trên đấy mình đi lấy măng trên đấy năm 80 81 mình lấy măng mình biết này. Mình gọi là măng vầu còn không biết mùa là mùa măng rất nhiều. Hôm qua có hai củ to lắm, tối qua gửi về. Sướng thật đấy. Lại gặp ngay là hơn 1 cân tù vải ếch nữa. Thế về mình sẽ lên cấu ít rau xuống là gọi bù tô lên hai anh em lại làm một đĩa xào chia sẻ cả nhà xem là tù vải ếch xào với măng rừng nhá. Thế mình lên cấu rau ít rau thơm trước trước đã. Năm nay có món ngon đấy, một lúc nó đến hai vát liền. Đấy, thêm tải ấy. Mình đang ít rau thơm thôi tiếc cấu mấy ngọn này mỗi thơm tí cả nhỉ, rau giúp cá ấy, cả nhà tốt chưa. Đấy, ăn đâu phải cấu nó bằng bằng thế này cả nhà, cho nên nó đều nhau. Nhưng bảo anh em con cháu nên là nó thì cấu cái ngọn nó ăn với cái ngọn nào nó cấu ấy, nó cũng không, không cấu đều. Rau thơm rau tiếc là buộc là cấu đi đâu phải cắt bằng đấy, theo nứa gọi theo theo nứa cả nhà ngon này. Kể cả những cái rau nào cái cắt nó phải theo nứa của nó à, và mọi người nó cắt cấu cắt là nhặt rau là nó chỉ cấu nguyên cái ngọn này nó ăn không nên là nó bị nỗi cái cao cái thấp. Nhưng dòng rau thơm cả nhà này cũng phải cấu bằng nhân trận này, này. Đấy. Ngon nhỉ. Đấy. Rau cần lẫn ra đây này cấu luôn sận lắm. Cấu tiếp một vài cây rau cần đây. Rau má đây thì hết hết rồi đến lúc nào là theo nứa nên nứa mới. Một tí rau xanh ở nhà nhỉ. Lại nên để cấu thêm ít rau thơm nữa cả nhà. Đấy. Nhìn thấy không? Đấy. Phong cảnh đấy, trời đã đang mưa. Mưa này ngồi nhậu thì hết ý cả nhà các nhà. Có mỗi mình mới lại bùi tôn, chanh đang ra hoa nhiều chưa này. Đấy. Rất nhiều hoa. Cây đây được. Cảnh quê nông thôn. Trời mưa. Mình sẽ cấu ít rau này nữa cả nhà. Rau mùi tốt chưa? Nó mà nó ăn lên thì ác lắm cả nhà. Sẽ rổ luôn cả một cây cây này. Cấu bớt lại gốc ở đây. Gốc này không biết nó có lên nữa không, chắc thôi cả nhà nhỉ. Cây này giống này. Thôi, từng đấy rồi, mình lại cấu một ít rau thơm này nữa. Quên không mang người phải mang cái dao hay là cái kéo để khu trên này, cắt rau thơm nó dễ. Rau thì rau sạch mà cả nhà. Ý rồi cắt cấu nó bằng thế đây này. Đấy, cấu có mấy cái mà đã đủ đủ nắm rồi. Trụ luôn, rau răm rau riết. Cấu nhỏng tí đây một giỏ nhỉ. Cho một hai cái cây rau mùi vào nữa ăn cho nó ngon. Chấm chấm chéo. Rồi ngon chưa cả nhà. Vườn rau sạch sướng chưa cả nhà. Khu vườn thượng uyển của mình ở trên đấy. Tuyệt vời chưa. Thôi bây giờ xuống chế biến ếch nha cả nhà nha. Tù và ếch xào với lại măng rừng nha. Thank you.
Đây là rau cần. Rau cần của nhà, rau cần non ăn sướng lắm các anh ạ. Các loại rau sống này các anh nhà thấy đẳng cấp không? Còn cây nhà nó vừa rồng được ăn nó sướng lắm, nó sạch sẽ, cả nhà ăn cả nó tự tin khoái lắm. Rau nó sạch lắm cả nhà, nhưng mà cứ mưa mưa thì rửa qua rửa. Đây cả nhà, hai củ măng này đấy, ngon chưa? Măng này là măng non nha. Đấy, hai cái này xào với lại tù và ếch thì hết đi rồi cả nhà, gọi là măng vàu ấy. Mà này nhiều người luộc ăn được mắm tôm, người ta luộc chấm mắm tôm rồi. Mình sẽ đi bóc ra nha cả nhà nha. Mình bóc măng với nàng, cái này là nghề của mình đấy cả nhà. Trước thì chuyên đi lấy cái này nhiều lắm. Măng vàu. Tinh thì cần nhú nhú nó tách tách đất ra cả nhà. Bây giờ cuốc. Hai củ này. Đây cả nhà, tù và ếch đây. Mình làm sạch sẽ đây. Bây giờ tù và ếch lại gặp cái măng rừng nên là đúng là bố đời cả nhà, có nghĩa đâu. Này. Đấy, bóc hai củ được cái này. Cái hai củ. Bây giờ mình sẽ đun nước sôi cho, mình sẽ trần qua cái này đi cả nhà. Đấy. Trần tù và ếch thì xào nó săn nó ngon. Càng càng đặc sản hơn. Chú Tôn chú Trần cái kia mình đi băm măng này nha cả nhà nha. Cả nhà nhìn thấy không? Đấy, băm đấy. Biển băm cái này là nghề của biển đấy cả nhà. Dân từ nhỏ dân sâu cắt cỏ đi lấy măng cái Tây Bắc. Những năm 80, 81, 82 đi lấy cái loại măng này nó to như cái đùi mình, chú Tôn ạ. Đào sâu xuống nó nứt tí rồi, còn những người đồng bào Mông ấy, người ta khôn lắm, người ta đào nó sâu lắm. Còn mình cái dân mình là dân kinh lên đi đấy, nhú đất lên nứt đất đội lên cái là đào luôn. Ui dồi, đào hai cái có mà gánh ốm, mình kiểu nhỏ mà gánh bốn cái như là cái phích dài nhẵng nách người nèo treo đeo nội suối đi về. Để mùa này mùa đi lấy măng này thích lắm, rủ nhau đua nhau đi đấy. Mà hồi đó chỉ lấy về ăn ấy, có như bây giờ mà đi buôn bán mà, nhưng cứ thích đi. Ngồi chiều đeo nội suối đi với nhau. Đi hôm nào nước to lũ phải ngồi chờ cái từ sáng đến tối mà nước nó rút rồi mới về qua được. Ngồi xong mai chảo nó có chuẩn bị dần rồi, tí nữa có tỏi về là xong. Đúng măng này xào tỏi ăn no được. Nhưng mình chỉ cho muối ớt thôi. Đấy cả nhà thấy không, đều chưa, đều răm rắp rồi, xong đấy cả nhà. Thôi mình sẽ xào nhé cả nhà nhé, xào muối lợn, hành khô, tỏi, ớt đấy, một đĩa xào với măng. Bây giờ đổ măng vào nhé cả nhà nhé. Đấy, măng riêng cái măng này cả nhà mình ăn nhiều giỏi không? Thứ nhiều bạn này cứ tưởng cái măng kia là phải là luộc mới trần qua, cái này không cần thiết đấy cả nhà nhé. Đấy, nó tùy từng loại măng. Đấy, nó có loại măng đắng hay là măng gì kia thì mới luộc, còn cái loại này đang sống cũng được mà. Măng vàu là mình gọi là măng vàu. Đấy, mà chắc ở đâu cũng thế thôi. Còn có tên gọi vùng miền thì chịu, còn người bé trên Tây Bắc kia thì là mình gì? Ngày xưa trên Hoàng Liên Sơn thì cả nhà biết rồi đấy. Tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ ngày xưa đấy. Cách Sa Pa hơn 30 cây, gọi 40 cây. Ngày xưa ở trên đấy khiếp lắm, ăn thú rừng rất sẵn.
Đấy, thơm như cả nhà. Măng đã được rồi nha cả nhà. Đây. Còn này một đĩa này hơn 1 cân đấy nhá cả nhà nhá. Úi giời ơi, tuyệt vời chưa? Đây mình với bùi tôm mình nhộng bố đời. Toàn đặc sản hết, tù và ếch xào với lại măng rừng. Không có đối tác nào, mưa gió này em mới điên. Đây mà thêm 2 đối tác nhậu nữa thì ngon. Trước hết mình sẽ cho một tí nước mắm nha cả nhà nha, cho thơm. Một ít thôi, cho thơm. Cho một kinh nghiệm. Đây, hạt nêm này. Ngày xưa không biết nấu hạt nêm, cứ tưởng hạt nêm nó ngọt, nhưng mình chính cho mặn gần chết cả nhà. Mì chính. Thế là xong cả nhà. Làm theo kinh nghiệm thôi mà. Đấy, giò đây. Ăn này ăn làm sao? Dạ. Thêm cả giò mỡ đấy cả nhà. Hôm qua mình mới gói trong tối qua. Thế là đã xong hết nhá. Hai món đặc sản tôi vào ếch xào với măng rừng, và đây là giò mỡ đây. Thế hai anh em mình là tận pha chấm chéo nhỉ. Chấm. Thế mời cả nhà anh em mình xúc ra nhá. Cả nhà đã xong nhá. Một đĩa to thứ chưa? Hơn 1 cân dạ dày ếch với lại măng măng này màu hoa nó ngọt quá, mình thích đắng. Đây, rau cỏ nhà mình chấm chéo giò mỡ. Nhà nhìn thấy ngon không? Giò mỡ là mình làm tối qua đấy. Giò thái dài. Ừ, nào, mời cả nhà đi. Đấy, ăn đấy phải xào săn đấy mới ngon. Hôm xưa mày với lại đầu bếp Hải xào rối rối quá tao không thích. Ây da. Bùi bùi tụ. Nó ăn miếng ngày trước đi. Khuấy lên, khuấy khuấy đều lên. Đấy, khuấy đi. Hồng bông kia. Hôm như này thì dài. Thôi đi ra. Dài, dài chưa? Đấy, ăn nó phải dai đấy, thử xem nào. Đây, nhỏ luôn cả nhà nhé, giò mỡ ăn nó phải như kiểu kẹo lạc này. Món này như thế này là ta mới tỏa lên mày là vừa. Ừ. Rồi, rồi hất cả ra ngoài đây. Như này thì rán kỳ công. Từ đây lấy mấy cái giấy ấy, rau cỏ, cây nhà ná bừa ao. Bây giờ cây nhà nát trên trần. Mồi ba hôm nữa là vợ. Mồi ngon nha cả nhà đấy, mà có mỗi 2 anh em. Không tìm được người ta đi làm hết rồi. Không, luôn. Dạ. Đặt đi, có mỗi 2 anh em tận. Món này là nhất của đất tỉnh thì hay nếp xìa xúc. Mới đầu em định đấy nhưng mà như này. Cái măng này nó có đắng đâu. Măng này nó giòn. Mà thích nhà. Nó đắng. Nghĩa là cũng có. Cũng có cái đắng. Và này. Nấy xìa xúc. Bốc tuyến nấy xìa xúc nó mới nhiều. Cứ nấy nó 2 xìa đó. Măng này ta băm là hơi nhỏ nhỉ. Biết nó băm mẹ to này. Đẳng cấp đấy. Đấy riêng loại măng này chú bạn là không cần phải nuộc trước gì cả. Tại nó bản chất nó ngọt nó ngon rồi. Thằng bông kìa. À thế rồi. Rồi, băm này là đúng rồi. Đấy, băm to đấy, băm nhỏ quá. Đúng giờ rồi, chấm. Ăn được không? Đây, xìa đây. Đấy, xìa xúc cho chú. Ngon này mà vợ không ăn thì đến nệ hồn. Xìa này thì... Lấy mẹ xìa xúc rồi. Này thì chắc lắm rồi. Mời cả nhà. Tù vợ ếch xào mẹ măng rừng thì nhất rồi. Ngon này cũng ngon. Tủ vã ếch xào lấy xìa xúc. Nó hướng chấm chéo. Chấm chéo mình quận rau chấm chấm. Đúng vị đây. Gì mới ngập vào sợ sặc à? Sợ sặc. Sặc chấm chéo là khổ lắm rồi nhỉ. Chưa đủ chanh thì cho thêm chanh à? Vừa ấy vừa nóng. Này bố. Rồi, bố đi ra đi. Hỗn lắm. Chiều như là chiều vong. Căn bản anh em ăn được cay. Ừ. Là cay đúng không? Cay nữa. Bụt mạnh luôn. Ui hẳn xìa to đấy. Con này thì... Có mỗi 2 anh em mình người ăn. Ừ. Mẹ bữa ăn đúng là nhớ đời nhỉ. Ngon. Chủ yếu là quý cả 2 cái, tại cái tủ vải ấy thì nó có ít lắm. Chủ yếu là cái măng rừng này,
cái măng rừng này nếu mà như ở trên kia thì nó đầy, như ở mình thì có như thế nó gặp nha, cũng coi khập khờ. Trong món này hiếm rồi, món này ít gặp. Và ếch đã gì rồi, thằng này tù và nữa. Anh uống bia tuôn nó vào đây, anh vào bảo cái gì đây, hôm qua có hai măng rừng gửi cho anh đây và gửi ngon quá, về gặp ngay tù và ếch nên nó tam hợp. Đây là thiếu người nhậu thôi. Bình đặc sản đấy. Đưa tao cái măng này, tao nhận ngay cho bạn ngồi măng này. Yên chí đi. Chú Hùng này, tù và chơi xia. Đấy, chú Hùng ơi, tù và chơi xia nhá. Mời chú Hùng. Vừa quay gọi Zalo trực tiếp, nhìn thấy thèm cũng chịu luôn. Trời ơi, làm căng quá đây cả nhà. Cái xia xúc rồi. Giòn, nó giòn. Nó vừa tới, nó giòn. Này bắp to nữa nhỉ. Bông nhỏ quá. Thôi như này được, như người quận. Mình kẹp vào nó bắt được. Nó là phải nhiều tỏi nữa. Măng này nó hợp với tỏi lắm. Dương măng này cứ xài một tỏi ta no. Rồi bông đấy thôi. Tôi hai miếng giò rồi không ăn thế này hơn cho anh, các anh người không được miếng nào mà cái gì ăn hơn đấy thì eo làm sao được béo chừng quay nước tắt to thế mà mình cho ngủ cái gối này mà chị Ninh cho hiến qua phía lại đi có thiện ra được. Nó nhìn thấy mình hãi, nó càng giúp mẹ bà ở bụi. Nó trốn, để cả bác đi qua nó cũng lẩn, xong nó bắt đầu đi. Nó đi qua tuyến lại gọi nó, trong bụng nó ra. Tù và ăn như tiết canh, anh ạ. Tù và ăn như tiết canh. Tù và ếch ăn như tiết canh. Xúc xúc đã mồm. Nào video thứ hai, người đi vắng. Không kiếm được đâu. Không, cái măng này giòn thật. Nó giòn. Rau thưởng thức. Rau cỏ sướng, ăn cái nhà nó vườn ve. Tự tin nhỉ. Ve thoải mái luôn. Dập cá rau, hôm nay không có rau má hôm qua kia cấu hết. Chỗ ít rau má nữa, rau thơm, rau hung. Rau cần, rau chai. Hết chung, ăn nó ngon có canh. Đúng món nhỉ, món ngon. Món bố đời. Cái này bà thái nhỏ mỡ. Sống bữa nay thôi thì mình là đã no rồi. Mà để cho chút review xong dòng mỡ anh sẵn được chưa? Cái đấy đấy sau cả nhà cứ tù và phí lắm cũng đéo em được rồi nó cao mày ai ăn tù và nhớ chia chút cái này bao quát lên nhỉ. Đầu bếp Hải trượt mất cái răng này. Cái này cũng Hải nữa là vừa nhỉ. Êm. Và mỡ săn tiết rồi. Mình săn. Cái này săn quá ăn. Săn này. Nảy răng. Dùng tay tỏi được trước nào. Nó ngon.
vừa dài. Cái giờ lần trước mà em nhớ đi đâu à? Anh lúc vẫn đói lấy một lon bia, nên cắt một con phanh này, ngồi nhai á, cảm tưởng bản mãi không hết để đi ngủ. Cầm rắn. Nó rắn không, người không tháng cứ thế cắn. Nó cắn sao? Như này kỹ, sao này cũng. Mang để ý đến lần sau, anh biết lần sau nó phù hợp hơn. Còn to thì nó nhiều người ăn ngon. Bác nói nó cũng là nó quyện mà, nó mềm. Thì nó lẫn lộn, chúc mình chúc nó lẫn lộn. Hành tỏi các thứ. Hai em mình hết anh. Hết hai năm rồi. Mở cả nhà nhỉ. Mở cả nhà ấy. Rồi, cái uống không? Kiểu nó cứ định nó cho ăn là nó định. Ây da. Nghe làm cho nó cũng dễ ăn, ăn quen dễ ăn. Nó kiểu như cái gì ở cái đồ mình chấm ấy, nó phù hợp cho mọi thứ ra. Bởi vì gia vị mình pha nó vẫn phải có những cái gia vị đấy. Đây là mình kết hợp mình làm đủ luôn vị rồi. Ăn được thì vừa không phải chưa hát. Gọi là cân đối. Một cái này cho cái. Không sao đâu, vậy mà không được. Không cho một hạt rồi kiểu như tỏi này rất là đậm. Hát cả cái đậm. Cho nhiều hạt rồi quá nó lại hóc. Nó hóc đắng. Là cái này anh phải pha ra một gấp đôi này rất là nhiều hạt rồi quá. Thế cả nhà. Cả nhà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cái món đặc sản luôn. Đây gọi là đặc sản. Đặc sản đồng bằng và đặc sản miền núi. Đấy là măng. Về mùa măng được hai quả măng tươi, măng vàu này mới này. Nấu chạm với lại tô vải hai món đặc sản đấy, video này chia sẻ đấy nha. Còn cái đĩa giò khoanh giò vừa tét này, trông như là đĩa trông như là cái gì kẹo lạc à, nhưng mà chúng tôi chưa hai khoanh như ai này đã lo món này đúng từ nông thôn lên thành phố vẫn là đặc sản đấy, đùa rồi. Video mình chia sẻ là tô vải xào với lại măng rừng nha. Hẹn cả nhà lúc sau, chào cả nhà, chào mọi người nha. Clip tiếp theo nha, ăn no quá cả nhà.